tình rất hay nóng giận với mọi người xung quanh. Thì một hôm ba của cậu đã đưa cho cậu một túi đinh và bảo rằng nếu như con muốn nóng giận với ai đó thì con hãy lấy một chiếc đinh này và đóng lên hàng rào gỗ phía sau nhà. Thế là không lời ca dặn thì cậu bé vào ngày đầu tiên đã đóng hơn 10 cái đinh lên hàng rào gỗ và số đinh cứ thế tăng dần. Nhưng từ những khoảng vài tuần sau thì số đinh lại giảm dần. Thì cậu bé nghĩ rằng việc truyền giới câu nhận hiệu của mình sẽ rất dễ so với việc phải đi đóng một cái đinh lên hàng rào. Thế là vài tuần nữa lại trôi qua, đã đến một ngày cậu bé nói với ba, lại thưa với ba mình rằng là ba ơi, bây giờ con nó không đóng một cây đinh nào lên hàng rào nữa vì con đã kiềm chế được cơn giận dữ của mình và không nổi giận với ai trong suốt một ngày dài. Ba của cậu bé đã mỉm cười gật đầu và bảo cậu rằng nếu như vậy, mỗi lần con kiềm chế được cơn nóng giận của mình thì con hãy rút khỏi một cây đinh đó ra khỏi hàng rào gỗ phía sau nhà. Cậu bé cũng vâng lời cha nhận. Thế là ngày qua ngày lại trôi qua. Cũng đến một ngày cậu bé vô cùng hãnh diện và mừng rỡ. Nó nói với ba mình rằng là ba ơi, hiện giờ là đã không còn một cây đinh nào trên hàng rào gỗ cả. Ba cậu bé mỉm cười và bảo với cậu rằng con đã làm rất tốt. Tuy nhiên con hãy nhìn những vết đinh để lại trên hàng rào gỗ. Nó cũng giống như khi con, trong lúc con nổi giận, con đã vô tình nói những lời nói là tổn thương mọi người xung quanh con, thì nó cũng giống như những vết đinh đó để lại những vết thương rất khó lành cho lòng người khác. Và cho dù sau này con có xin lỗi bao nhiêu lần đi chăng nữa thì vết thương dù có lành nhưng vết sẹo vẫn còn mãi. Con hãy nhớ lấy lời cha, vết thương tinh thần còn khó lành hơn cả vết thương ở thể xác. Thật ra mỗi người xung quanh chúng ta họ đều là những viên đá quý và họ luôn cổ vũ động viên chúng ta mỗi khi con gặp khó khăn và luôn giúp đỡ con, mở lòng mình ra cho con. Hãy nhớ lấy lời cha. Câu chuyện của em đến đây xin hết. Rất cảm ơn quý thầy cô và các bạn học sinh đã lắng nghe.